Rồi hello nha anh em. Bếp lên cho anh em con Supreme. Supreme này 99.000 nha anh em. Nói chung 99.000 nó cũng giống thịt anh em ơi. Em cứ kêu năm nay vậy thôi. Nhưng khi nó kéo lên kéo xuống cái thời gian nó bán thôi. Tại vì xe hồi xưa cái số lượng nó bán ra không phải như bây giờ đâu. À, giống như kiểu hồi đó anh em mình bua xe cực lắm em. Chứ không phải như giờ. Đẹp quá. Đẹp quá đẹp. Xe này báo anh em là zin hết nha anh em. Máy móc đầu nồi là bích luôn. Bán cho anh em tốt cái giá mùa kêu là dịch. Dịch là kêu là vấn đề là dịch của xe ngành xe máy cũ á nha anh em. Chứ không phải là dịch bệnh nha. Rồi bây giờ thắng nè. 32.500.000. Cho anh em về chơi nha. Bồ. Kêu bồ cho anh em nè. Đó, quay xe vậy đó anh em ha. Ấn định từng chi tiết từng chi tiết. Xe này chủ xe kỹ lắm, dán keo lốc lườn này có sơn lót, nó anh em thấy chưa? Lườn đuôi sơn lót còn mới tanh luôn. Bao anh em vấn đề mà kêu là mục ngọt gì không có đâu. Này dán keo nè. Đó, kỹ tới cỡ đó, cụm công tắc còn đỏ, đỏ ngoeo thấy không? Đó. Kim đồng hồ đỏ ao luôn. À, với chủ xe sơn lót ở trong này đó nha, không ảnh hưởng như là gì đâu anh em ơi, ta kỹ á, nói anh em ta kỹ á, ví dụ theo ý mình hay không, hay không theo ý mình cũng không sao quá đó. Đó, cái vấn đề quan trọng ở chỗ á, là người ta đã có tính kỹ lưỡng, đó người ta sẽ xài cái xe á, cái chất lượng còn lại cho mình rất là tuyệt vời, ha anh em ha, đó, còn hơn là ẩu tả. À, xe chạy nhớt không thành thai anh em ha. Có nhiều ông chạy xe nhớt không thèm thay thì thôi rồi. Thứ gì chịu nổi. Đó. Quá trời cái máy. Cái dòng này, cái máy ghê này. Con này chạy ET rồi nè, ET rồi. Mấy con này mỗi khi mà lúc mà thời gian mà đỉnh điểm á. Con này lúc mà thời gian đỉnh điểm. Thế bán từ 34 năm anh em ha, 36 thì không tới nổi, nhưng mà cái chắc xe tầm này là lúc thời đỉnh điểm là phải bán tầm cỡ 34-35 triệu. Nó cái chắc xe mà nồng sắt đầu ET mà nó còn tới cỡ này á, còn bây giờ cái thị trường nó khác, mình bán đi là khác rồi, xe yên yết rồi anh em, ta lọt lại hết rồi, đẹp đó anh em, đuôi lườn không một lũng, máy móc đầu nồi nguyên zin, đó bạc sơn nguyên zin. Giá này em còn đợi gì nữa nha anh em. Súp này là súp này kêu là súp ba vậy thôi chứ thật sự với anh em là đầu nồng cái đồ phụ kiện. Anh em biết rồi, 599-2000 hồi xưa Việt Nam mình gì làm gì có khả năng sản xuất mấy cái này. Nói thật sự anh em ấy, mình chỉ có căm dành này kia đồ là quá rồi chứ. Đó, mấy cái phụ kiện nhựa kia đồ là giặt thôi chứ ngoài ra là nhập thái thôi. Đó anh em thấy đầu ET là anh em hiểu rồi ha. Đầu sắt đầu nồng sắt ET là đầu khái thôi. Nói chung cả cục máy anh em, bởi vì này hồi xưa xài thì nó không có kém cạnh gì dàn tem lửa mà đầu 80 đâu anh em, đầu 80 đổ lên đâu. Đó. Anh em mà chơi xe nhiều phép nói là phát hiểu liền, nhưng chứ không như là cái Super này Việt Nam hóa hoàn toàn nè, đó những mấy Super mới nè, đâu rồi nè, 2010-2012 đâu nè, ha, đó. Super còn nhiều lắm, cả đống luôn. Nguyên bậy luôn nha anh em. Giá mười mấy có, hai mấy có, ba mấy có. Cho anh em lựa chọn. Đó. Con này thì mới về để em lên clip cho anh em coi, tham khảo chơi. Rồi ok, anh em có mua ủng hộ thì alo phép nha. Mọi thông tin thì trên cái bảng hiệu này. Anh em cứ alo, cứ chịu khó liên hệ, chịu khó alo, lụm alo, lụm. Rồi, cảm ơn.